Chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với lại phần tiếp theo của Thanh Quang. Cái chuỗi series rất là tâm huyết và rất là thú vị của tôi gửi đến các bạn, đó là cách tạo website video dễ dàng nhất ở trên Sam Localhost ở trên máy tính. Tất cả những gì tôi mang đến cho các bạn trong video clip này là thực tế và rất là thông minh khi các bạn chọn cách tạo website bằng WordPress và hướng đến người xem thật dễ dàng do chính tay các anh chị bạn tự thiết kế. Ngay sau đây mời các bạn sẽ xem phần bài đầu tiên của chúng ta, đó là cài đặt máy chủ Sam Web Server trên PC Windows. Đây là trên máy tính vật lý, đây là phần Sam. Sau khi cài đặt, các anh chị sẽ mở Start lên và Start lên. Nếu cái phần Apache và phần MySQL nó bật lên thành công thì có nghĩa chúng ta đã thành công khi cho việc cài đặt. Còn bây giờ tôi sẽ tắt hết. Quá trình cài đặt thì như thế nào? Thì bây giờ tôi sẽ làm từ đầu. Ở đây tôi đã chuẩn bị cái phần SAM cho các anh chị bạn nha. 3.2. Đó. Quý vị các bạn chỉ cần việc click chuột phải lên. Rồi, bật lên. Quá trình đó tôi đã cài rồi. Đó, thì nó hiện lên cái này. Đó, thì nó kêu tôi đã cài đặt rồi thì nó không có đè lên được ha. Rồi tôi muốn cài đè lên. Rồi tôi click vào next. Next. Tiếp tục. Tại nó kêu đã có cái SAM ở trên máy tính của tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ xóa. Nếu lưu trữ thì tôi sẽ để ở đây, các bạn có thể xóa đây. Và trong đây là trong cái phần htdoc này của tôi đang có cái phần này. Tôi sẽ copy cái sụt này ra. Rồi, ok, bây giờ tôi sẽ xóa bỏ cái đó và tôi cài lại cho các bạn để các bạn nắm. Rồi, tôi xóa ha, xóa phần SAM đi. Rồi. Các bạn xem, đây nó còn nè, các bạn nhớ tắt nha. Đêm thôi là nó lỗi á. Tắt hết rồi chúng ta mới cài vào nha. Rồi, ở đây vào cái phần cài đặt SAM. Cái sụt này thì các anh chị sẽ được có trong cái chọn gói này. Rồi, bật lên. Đấy, bỏ lên nha, chúng ta cài SAM vào. Rồi, ok, click vào Next. Tiếp, cài SAM vào. Next, Next. Đó, quá trình cài đặt thì nó sẽ đưa các bạn lên cái trang là bitnami.com. Đây là cái trang chính thức của nó. Đó, em có thể tải phiên bản mới và rất là nhiều hơn trên đây, nhưng mà cái phiên bản này là nó chuẩn nhất các bạn ha, nó ít bị lỗi. Các bạn chờ nó cài đặt trong giây lát. Ok, quá trình cài đặt đã chuẩn bị xong, còn chút xíu nữa các bạn. Rồi, nó đang install, còn chút xíu nữa, các bạn chờ tí. Quá trình cài đặt đã xong, chúng ta click vào Finish. Các anh chị chọn vào cái phần là Enlist và nó đã bật lên. Đây tên màu ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ thử bật lên. Đó, một cái Apache đã lên và máy về đã lên. Thì như vậy là các anh chị và bạn đã cài đặt thành công. Thì các anh chị click vào phần admin. Và vô đây chúng ta xem ha, tới đó coi có đầy đủ hết. Như vậy là các anh chị đã cài đặt thành công ha. Vậy bây giờ cái cách để làm sao để chúng ta moi nó ra ngoài desktop thì các anh chị đích vào đây, vào phần ổ C, vào SAM, mình tìm đến cái phần là SAM Control. Đích chuột phải, các bạn click vào Send to và cho ra ngoài desktop. Bây giờ SAM chúng ta đã có ngoài đây. Rồi chúng ta bật lên lại Start. Rồi như vậy nó đã hoạt động bình thường. Nếu mà nó bị trùng bọt thì các anh chị phải thay đổi bọt.
nhưng mà cái tình huống nó sẽ ít, khi nó không bị gì thì chúng ta cứ để vậy mà sử dụng. Và bây giờ tôi sẽ lên trình duyệt web. Các bạn gõ vô là local. Sweet. Dashboard. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành ha. Phần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bài 2, đó là cài đặt nắm mở nguồn mở progress ha. Rồi chúng ta kết thúc clip tại đây nha. Mọi chi tiết các bạn vào website vnbanthanhoang.com để chúng ta liên hệ và cập nhật nha. Kính chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với lại phần hướng dẫn của chuỗi series rất là tâm huyết, rất là thú vị của tôi gửi đến các bạn, đó là tạo website bằng WordPress video clip dễ dàng nhất trên SAM Local. Tất cả những gì tôi mang đến cho các bạn trong ngày hôm nay là thực tế và rất là thông minh khi các bạn chọn cách tạo website WordPress và hướng đến người xem thật dễ dàng cho riêng mình. Còn bây giờ mời quý vị và bạn xem phần hướng dẫn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ bật SAM lên. Đây, bật SAM lên hết. Và bài hôm nay là mình sẽ đi tiếp phần bài số 2, đó là cài đặt mã nguồn mở PHP. Và phiên bản này tôi hướng dẫn các bạn đó là 4.1.3. Đầu tiên các chị bật này lên, bật SAM lên. Sau đó mình vào phần Explorer, chúng ta vào htdoc. Ở đây các anh chị và các bạn sẽ tạo cho tôi đó là Ctrl Shift N hoặc nút chuột phải New Folder. Ở đây mình đổi tên lại, tôi gọi là thiết kế web video. Mình ghi chữ tường đi ha, thiết kế web video. Rồi, để đây. Sau đó chúng ta tìm tới mã nguồn mở ở đâu các anh chị, mình đã để sẵn đây, đây WordPress http. Tôi sẽ bỏ vào đâu, tôi sẽ bỏ vào đây. Tiếp đến các anh chị bạn sẽ giải nén nó bằng cách eject here. Sau đó chúng ta sẽ lấy từ cái bộ sụt trong đây, gộp hết bằng Ctrl A, click nó bằng Ctrl S, bắt ra ngoài Ctrl V và bỏ hai phần này đi. Như vậy là phần đầu tiên chúng ta đã xong. Sau khi chúng ta đã bung được cái bộ sụt của nó ra thì chúng ta tiếp tục tạo thêm một cái, đó là MyAdmin, là cơ sở dữ liệu để nó nhận diện được cái website cơ bản nhất. Ở đây các anh chị sẽ click vào cái phần là New. Ở đây chúng ta sẽ tạo đó là thiết kế web video. Và cái này nó nằm ở đâu? Nằm ở đâu các anh chị sẽ xem. Mình chọn là YouTube 8 Discord nha. Rồi YouTube 8. Rồi đây. Bây giờ nha, tôi sẽ cho bạn biết đó là thiết kế web video này nó sẽ nằm ở đâu. Nó nằm ở trong cái phần htdoc. Htdoc đây, cái này là chúng ta phải tạo để nó nhận diện được cái bộ sụt ở trong cái phần SAM của htdoc. Sau đó các anh chị sẽ lên trình duyệt web, mình sẽ gõ gì nữa. Ở đây các anh chị sẽ gõ là thiết kế web, đi phải là đi local nha. Đây phải có cái đường dẫn này video. Rồi ở đây thì nó chưa ra được một trang web. Và các bạn đang nhớ đây là phần bài số 2 của chúng ta, đó là cài đặt mã nguồn mở WordPress 4.1.4.3 trên Windows. Đó,
Sau khi các anh chị gõ như vậy thì nó sẽ ra đường link như thế này. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ bung nó ra, bung cái sụp của vé này ra như thế nào. Đầu tiên các anh chị nhìn theo mình nha, click vào Continue. Sau đó chúng ta click vào Fallen Let Go. Ở phần Database Name, các anh chị sẽ đặt tên là thiết kế web video. Là nó nằm ở đâu? Nằm trong HTTP. Mặc định của username các chị và các bạn đều là root. Phần password chúng ta để trống. Table right chúng ta để yên. Sau đó các anh chị click vào submit. Đến đây nó sẽ kêu là bắt đầu bung bổ sụp của WordPress khi chúng ta đã làm đúng những thao tác phần đầu của phần database. Đấy, ra đến đây thì các anh chị sẽ đặt là gì? Trang này các chị muốn đặt là gì? Mình đặt là thiết kế web video. À, cái này các chị có thể đặt theo cái gì? Thí dụ là hướng dẫn. À, đấy, thiết kế web. Cái này các chị có thể đặt như thế nào cũng được nha. Thiết kế web video HTTP. Rồi, cái username này là để các chị đăng nhập. Thường thường mặc định khi chúng ta mới với các chị nên để đặt là admin. Và password chúng ta để dễ nhất mà dễ nhớ nhất là 123456 123456 và cái độ nó rất là thấp thì không sao cả. Được chưa? Rồi, ở đây mình chỉ cho cái mẹo, thí dụ các bạn có cái họ tên của mình là gì. À, thì các bạn có thể ghi họ tên mình trước rồi xong mình ghi chữ admin cũng được. Nha. Ở đây thì tôi muốn để là http. Rồi, ở đây cũng http. Đó, đại khái là như vậy các bạn ha. Khi chúng ta bắt đầu mới thiết kế mà chúng ta phải mặc định cái này để mình nhớ được nha. Rồi tiếp đến cái looking form password này cũng được nha. Với email, email này các bạn từ một cái email nào cũng được nha, chúng ta phải điền vào. Và cái phần nhận diện của Rusty nha, là cái NCS này chúng ta không có cần, chúng ta tắt thôi. Rồi các chị click vào install WordPress, nhớ username và password nha. Rồi click vào login. Rồi, nó có hiện ở đây luôn. Remember nhớ giùm tôi luôn. Đây, như vậy là các bạn đã có được cái mã nguồn mở WordPress 4.1.3. Đấy, được chưa? Rồi, đó, đây là chuẩn bị cái hành trang đầu tiên để các bạn có được một website cơ bản nhất mà thiết kế trên local nha. Đấy, như vậy là video clip này đến đây là kết thúc. Mọi chi tiết về khóa học và hướng dẫn thiết kế web các bạn có thể liên hệ mình qua trang web hinhvanhanhoang.com. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem phần hướng dẫn đến đây là kết thúc. Chúc các chị bạn tạo trang web thành công.